Dạ em chào cả nhà mình ha. Như vậy là em mới cài Executor 3510 cũng đã tìm được về bên chủ mới rồi cả nhà mình ơi. Em nói sẽ về bàn giao ở Lợi Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh ha cả nhà mình ha. Thì anh trai mình đây cũng đã xem rất là nhiều video trên kênh YouTube Sinh Vlog Bình Phước của em ha. Và ngày hôm nay thì anh trai mình cũng đã quyết định đến cây kho bãi nông ngư cơ tư mì chi nhánh 2, địa chỉ là khu phố 4 thị trấn Tân Thành, Bắc Tân Nguyên, Bình Dương ha cả nhà mình ha. Và anh trai mình đã quyết định chọn ngay em máy cài Executor 3510 này ha. Hiện tại thì anh trai tài xế xe tải cũng như là chủ lọc quản lý kho bãi ha đang từ bước di chuyển em nó lên xe tải và sẽ đưa em nó về xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để bàn giao ha cả nhà mình ha. Thì đại diện nông ngư cơ tư mì xin cảm ơn anh trai Nguyễn Văn Tâm ở ấp Thuận Tâm, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, cảm ơn anh trai rất là nhiều ha anh trai. Cảm ơn anh trai đã ủng hộ nông ngư cơ tư mì, cảm ơn anh trai đã chốt em máy cài Executor 3510 này ha. Và em cũng không có gì hơn, em xin chúc anh trai về dùng lâu dùng bền cũng như là xin chúc anh trai mừng ăn phát tài phát đạt ha anh trai ơi. Và cả nhà mình khi xem video á mà cảm thấy máy cài nào phù hợp với công việc cũng như là mình ưng ý á thì cả nhà mình hãy liên hệ với anh Tư Mì qua số điện thoại em để trên màn hình ha để gặp trực tiếp anh Tư Mì và biết thêm thông tin chi tiết về máy cài mà mình yêu thích cũng như là xuống cọc chốt em nó và sẽ rước em nó về bàn giao ha cả nhà mình ha. Và như vậy thì máy cài Executor 3510 cũng đã lên xe tải thành công rồi cả nhà mình ơi. Và một lần nữa thì em xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Tâm rất là nhiều ha. Cảm ơn anh trai ha. Và bên nông ngư cơ tư mì còn rất là nhiều máy cài đang chờ đón cô chú anh chị em mình đến xem xe cũng như là mua xe và sử dụng ha. Và trước mặt cả nhà mình là em Executor 1910 ha. Giá em nó là 28 triệu đồng ha cả nhà. Và đây là em máy cài Executor 1060 hai cầu. Giá em nó là 45 triệu đồng ha cả nhà. Và bên đây thì có em máy cài Kubota là 1500. Giá của em nó là 25 triệu đồng cả nhà mình ơi. Và kế bên đây thì có em Ford 3000 đời T4 ha. Chỉ cần bỏ ra 60 triệu đồng thì cả nhà mình có thể sở hữu em Ford 3000 đời T4 này ha cả nhà mình ha. Xe rin đét là đẹp luôn cả nhà mình ơi. Thì tất cả những em máy cài đang có mặt tại nông ngư cơ tư mì em đều có quay video trước đó cả nhà mình ha. Cả nhà mình muốn xem video cụ thể hơn và chi tiết hơn về em nó thì cả nhà mình hãy bấm một kênh và tìm video trước đó để xem lại ha cả nhà mình ha. Và kế bên đây thì có em Ford 4001 đời T7 ha cả nhà. Giá của em nó là 90 triệu đồng ha. Thì em cập nhật cũng như là báo giá nhanh một số máy cài đang có tại kho bãi ha cả nhà mình ha. Thì mời cả nhà mình đến xem xe cũng như là mua xe và sử dụng ha. Và còn bây giờ thì em xin chào và xin chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là vui vẻ ha cả nhà mình ơi.